Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Lý Hải Minh Hà hiện tại là một cặp đôi lý tưởng trong Vbiz, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài tình yêu ngọt ngào thì cặp đôi này còn hay làm từ thiện, đặc biệt là dù bận bịu đến đâu nhưng mà vẫn dành sự quan tâm và chăm sóc cho các con rất chu đáo. Hiện tại thì gia đình nam ca sĩ có 4 người con, một trong những gia đình đông con nhất Vbiz. Nếu cô mang bầu lần năm thật thì nhiều người sẽ phải ngưỡng mộ hơn nữa. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Mới đây, Minh Hà khoe ảnh mới và dân mạng lại chỉ chú ý vào vòng hai lùm lùm của cô. Rất nhiều người bình luận bày tỏ nghi ngờ về việc bà xã Lý Hải mang thai lần thứ 5. Nếu như quả thực như vậy thì vô cùng đáng nể. Tuy nhiên, Minh Hà ngay sau đó đã trả lời rằng do cô mặc váy suông nên nhìn như vậy. Trong thời gian cách ly xã hội, Lý Hải và Minh Hà vẫn tạo mọi trò để bốn con vui chơi vui vẻ tại nhà. Vừa qua, bà con miền Tây đã gánh chịu hậu quả nặng nề của hạn hán và ngập mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Để thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, nhiều sao Việt đứng ra kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ hỗ trợ chi phí giúp bà con miền Tây vượt qua khó khăn. Chung tay với các nghệ sĩ, vợ chồng ca sĩ Lý Hải, Minh Hà đã đích thân về khu vực đang ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn để khảo sát, lắp đặt 5 máy lọc nước bằng số tiền 350 triệu đồng, 70 triệu một máy. Trong giới giải trí, Minh Hà, Lý Hải được khen ngợi là cặp đôi hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Lý Hải làm việc với nhiều bóng hồng trong showbiz, song chưa từng có ồn ào, điều tiếng với tình ái. Chia sẻ về điều này, Lý Hải từng nói, làm việc với các bạn nữ tôi luôn giữ khoảng cách rõ ràng. Nếu công việc thì tôi ngồi bàn bạc chung cả ekip, sau công việc tôi chỉ về nhà với gia đình. Lý Hải cho hay anh dạy các con tính độc lập, gần gũi với thiên nhiên. Bốn con của nam đạo diễn thường được cha mẹ cho đi về quê để tập trồng cây, nhặt cỏ. Minh Hà tốt nghiệp thạc sĩ luật nhưng không làm việc theo đúng chuyên ngành. Từ khi gắn bó với Lý Hải, cô là hậu phương cho chồng. Nữ diễn viên đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất các bộ phim do ông xã đạo diễn. Lý Hải cho biết anh may mắn khi có vợ đảm như Minh Hà. Cô hỗ trợ động viên tinh thần cho anh mỗi khi gặp khó khăn trong công việc. Với Lý Hải, vợ con là quan trọng nhất. Gia đình có người giúp việc nhưng hàng ngày anh đều đưa đón con đi học. Buổi tối vị đạo diễn cũng dành thời gian chơi với con. Anh quan niệm không ai có thể thay thế việc chăm và dạy dỗ con bằng cha mẹ. Minh Hà vẫn trẻ trung xinh đẹp sau khi sinh bốn con, hot girl một thời chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ tình yêu luôn cần được chăm sóc để trở nên tươi mới. Tôi và chồng dành cho nhau khoảng thời gian riêng, chỉ đơn giản ở bên nhau, làm những điều cả hai yêu thích hay đến nơi mình muốn. Riêng về việc chăm sóc, dạy dỗ bốn con, Minh Hà thừa nhận gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên cô cho rằng khi dạy con, bản thân mình cũng trưởng thành hơn. 14 năm gắn bó và đồng hành, trở thành cha và mẹ của bốn đứa trẻ. Với Minh Hà, Lý Hải ấy là cái duyên bền chặt, là sợi dây yêu thương mà ông trời xe cho hai người. Cứ Lý Hải, Minh Hà chưa bao giờ thấy bản thân chịu thiệt thòi. Dẫu anh khô khan, không biết nói lời đường mật, không chiều chuộng, không vỗ về cô như cách nhiều người vẫn nghĩ. Song Minh Hà hài lòng về điều đó. Bởi với cô, hạnh phúc là để giữ gìn, không phải lời hứa suông. Càng không cần những câu chữ sáo rỗng để rồi làm tổn thương đối phương bằng những lầm lỗi rất đỗi đời thường. Nếu Lý Hải không phải là con người hiền lành, chân chất, biết phụ giúp vợ chăm sóc con, biết gánh vác trách nhiệm kinh tế gia đình, thì cô hot girl đình đám một thời như Minh Hà không nhận lời cưới. Ngược lại, nếu Minh Hà không chịu hạ bớt cái tôi, không bỏ thói tiểu thư, được quen chiều chuộng, vỗ về, chắc chắn khó lòng ở bên Lý Hải lâu như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là Tin Tức Mới. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé.